Thầy vào luôn, nó thu luôn. Quánh luôn. Thầy lương luôn, cả thầy ấy luôn, sắt luôn. Thầy vào luôn, thầy vào luôn. Hết sức nghiêm túc. Thầy tùy cả giữ luôn. Tiếp luôn. Ok. Các thầy nhảy lên xe luôn, nhảy lên xe luôn. Vâng, mấy thầy nhảy luôn, cho lặng luôn. Vượt. Tích đầu tiên. Cố lên. Dây này nó không chắc. Tiếp tục. Tiếp. Đây. Phải. Vẫn đi phát là xong. Tiếp tục. Ok. Cố Dừng. Tốt rồi, cẩn thận sau. Ok, tiếp tục thầy chiến khẩn trương luôn. Các thầy nhanh em chạy luôn. À. Dừng vào. Đây. Không đá nhờ vào xe đấy, đá đấy thôi. Đặt tiếp thôi. Cái này mình lỡ lên. Em có sư. Sao ở Hồng Kông? Tập trung. Sai luôn. Vào luôn.
nửa chai đấy cũng được. Chạy của em nốt đi. Chạy bên xanh nhá. Thế tiền luôn. Thôi bắt đầu không? Làm gì? Chuyển lại. Này khán đài là ngày cơ mà. Chuẩn bị. Đánh bóng chuyền dám là chơi. Điều đánh bóng chuyền có một chân chết. Điều đánh bóng chuyền. Bắt đầu. Lưng tay chân. Lưng tay chân đúng không? Kẻ. Ê! Ông đồng, bố tạ. Thầy thế chiến, đập bố tạ. Bố tạ đó chiến. Gồng. Thầy Lương, thầy Huy. Khênh. Lấy này. Tập trung. Lấy này. Đi đâu từ kia chưa? Cho tụi mình chơi. Ok. Thôi thì thầy lấy xe luôn, lên mảnh chai và thầy lên. Ok. Đây. Ok. Đấy chỉ cơ mà. Không có. Nói được. Huy. Đây, kê sang bên này. Đây. Mày đi hướng nào? Ngói trên bụng đây. Ok. Đấy xong tí rồi. Rồi. Nắp luôn. Bị phá luôn. An toàn. Ngoài trước. Hậu sao? Mấy cái sạc cứ làm vậy mà. Hai người ngồi đây nè. Ok. Ba người thầy Huy, đó. Nhờ anh giúp ạ. Lên luôn, không. Thầy đừng. Anh Huy lên. Đây anh chuẩn bị đợi. Lệch. Thầy Huy lên. Ok. Lui xe ra.
an toàn. Quý lấy hai hòn thế. Chị em ơi. An toàn, đập xuyên sâu. Anh chưa có mua cối đâu.